đi về ha TT ha, để cho mấy bạn cuốn cho kiếm ăn. Dạ, những con cuốn của con nó rất là đói bụng bởi vì không có đủ thức ăn cho nó ăn, bởi vì con không kiếm đủ tiền YouTube để trang trải cuộc sống. Những cái video phóng sanh của con là làm giúp cho tất cả quý vị Bồ Tát, còn cuộc sống của con thì vẫn rất khổ. Không ai muốn nhận một người lớn tuổi như con để làm việc. Và nếu con không làm công việc khó khăn này trong tự nhiên thì cũng không ai làm. Con phải nuôi thần thú chó, thần thú rái cá, các loài vật đến với con ngày một nhiều hơn. Do năng lượng tình yêu thương chân thật của con tỏa ra ngày một mạnh hơn. Nhờ công đức phóng sanh giải cứu động vật đúng cách cho quý vị. Nhưng con sẽ làm cho đến khi con không còn đủ sức để làm được nữa. Mọi người cứ ủng hộ con giải cứu thiên nhiên, động vật đi. Hôm nay con còn sức, con còn làm được đó. Con còn đủ điều kiện để làm. Các thần thú họ còn đi theo con. Nhưng có thực mới giật được đạo thưa quý vị. Đây là con đường con đi. Thần thú đi bên con không được ăn uống đầy đủ, họ cũng sẽ bỏ mặc con. Dạ. Đó, rái cá và chó đã bỏ đi rồi. Chỉ còn mình con đi ở trên con đường này thôi. TT. 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 Funny. Honey. Happy. Dạ. TT. TT. Có sự chia rẽ giữa các thần thú. Thần thú chó cá và thần thú rái cá có sự cạnh tranh với nhau. À, đó, cuộc sống là như thế mọi người. Khi chúng đói rồi thì thần cũng không đủ thực lực để ở cảnh giới của thần, phải đi vào cảnh giới quỷ, nghĩa là phải tham sân si chiến tranh. Dạ. Rồi đó. Ê. Đi tí. Rồi đi con. Thôi đừng giỡn với tụi nó nữa. Lên đi go home. Đó. Các thần thú vừa đang biểu diễn một bài học cho quý vị coi. Đó. Những sự chân thật không được ủng hộ. Không ai ủng hộ Tuyên nữa thì Tuyên cũng sẽ tan biến. Chàng tiên cá ở Việt Nam sẽ không còn nữa. Như trang web bán hàng đuôi chàng tiên cá của Tuyên không còn ngôn ngữ tiếng Việt nữa. Bởi vì sự cạnh tranh quá là dơ bẩn. Đồ bơ tiên cá Tuyên bán rẻ mức nào, mọi người càng bán rẻ hơn. Nhưng không mặc bơi được, tập luyện được, lặn được. Tôi giải cứu động vật tốt như thế nào thì mọi người phỉ báng tôi tốt như thế ấy, khiến cho những con vật không còn được cứu nữa. Lòng từ bi của quý vị thật khó thể miễn bàn. Thấy miệng vàng lắm luôn á. Đúng không rái cá TT? Sao con xé khẩu trang của tiêu? Thằng TT này nó bứt đứt khẩu trang của em. Nói gì nói chứ tôi không được lộ mặt ở trên YouTube hiểu không con? Tôi không muốn nổi tiếng nha con. Let's go. Go home. Go home. Anh đi à, không có chọc TT. TT go home con.
Đi vô nhà đi. Giỡn hoài ngay. Còn mấy đứa nữa đâu rồi? Nhà đói quá, đi kiếm rác ăn rồi. Thiệt tình luôn á. Thôi mình đi vô nhà con. Được mấy con cá vậy thôi á. Mấy bạn ngỗng ra đón tiếp nữa. Sao cuộc sống của chúng ta lại như vậy trời. Phải tìm ra cách tốt hơn cho các loài vật đang nuôi dưỡng.